Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, thật xót xa khi hay tin một nữ tu vừa bị giết hại dã man khi đang làm mục vụ tại một bệnh xá của nhà dòng. Đây quả thật là hành động quá man rợ và vô nhân tính của những kẻ thủ ác. Trong tâm tình hiệp thông, xin quý cộng đoàn cùng cầu nguyện cho nữ tu được nghỉ yên muôn đời, cho giáo hội luôn được bình an, cho nhà dòng sớm ổn định và vượt qua nỗi đau này. Theo Đài Chân Lý Á Châu có đưa tin, ngày 22 tháng 10 vừa qua, một nữ tu công giáo và 6 bệnh nhân đã bị giết trong cuộc tấn công của nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan có tên Liên minh Lực lượng Dân chủ, gọi tắt là ADF, xuất xứ từ Uganda, chống một bệnh xá của giáo xứ công giáo tại làng Maboja ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo trong đêm 19 rạng sáng ngày 20 tháng 10 vừa qua. Maboja thuộc giáo phận Butembo Beni ở miền Bắc Kivu, nơi mà từ lâu vẫn có những nhóm phiến quân hoành hành. Theo Tổ chức Nhân quyền Quan tâm Kitô Quốc tế, một mục sư Anh giáo ở địa phương kể rằng thị trấn chúng tôi bị tấn công ban đêm. Khi chúng tôi nghe tiếng súng bắn tại nhà thương, chúng tôi chạy trốn vào rừng để ẩn nấp. Chỉ sáng hôm sau, chúng tôi mới trở về và được biết nữ tu Sive Kalema làm việc ở nhà thương bị giết, thi hải chị bị đốt, 6 người khác bị giết là các bệnh nhân. Cha sở giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình ở địa phương cho biết súng bắt đầu nổ lúc 1 giờ 30 phút đêm. Ít lâu trước đó, nữ tu tại phòng trực thuộc dòng tiểu muội Đức Mẹ Dâng Mình đã gọi điện báo động cha xứ về những người mặc đồng phục võ trang đi vào trung tâm y tế trong lãnh thổ giáo xứ. Chúng phá cửa kho thuốc và cửa phòng trị. Vài phút sau thì điện thoại im bặt. Cha sở hiểu là phải tìm nơi ẩn trốn, dân chúng cũng chạy vào rừng. Lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 10, dân chúng mới trở lại làng. Họ kiểm tra những thiệt hại. Ngoài các thi hải, họ cũng nhận thấy nhiều người dân từ các cửa tiệm và tư gia gần nhà thương, kể cả hai nữ tu bị coi là mất tích. Có thể là họ bị nhóm quân vũ trang bắt cóc. Gia đình nữ tu Sivie Kalima xác nhận thi hài của chị được tìm thấy ở nhà thương, tại phòng nơi chị làm việc. Đức cha Melchizedek Sikuli, giám mục giáo phận Beni Butembo đã chia buồn với dân chúng và bày tỏ kinh hoàng vì cuộc tấn công trung tâm y tế công giáo ở Maboja và chia buồn vì nữ tu Sivie bị giết. Từ đầu tháng 10 này, nhóm dân quân Hồi giáo cực đoan ADF gia tăng các cuộc tấn công để đẩy mạnh ý đồ Hồi giáo hóa. Ngày 4 tháng 10 vừa qua, có 20 Kitô hữu bị giết tại Kainama, miền Bắc Kivu. Hàng ngày có tin về các cuộc tấn công của lực lượng này tại hai tỉnh Bắc Kivu và Ituri. Vụ tấn công tại Maboja diễn ra một ngày sau khi giáo xứ công giáo Mobau tổ chức lễ cầu nguyện kỷ niệm 10 năm ba linh mục thuộc giáo xứ là cha Edmund, Jean-Pierre và Ansemo bị phiến quân ADF bắt cóc ngày 19 tháng 10 năm 2021 và không hề trở về. Xin Chúa gìn giữ các tu sĩ nam nữ đang phục vụ tại đây và các tín hữu được bình an trong tay Chúa. Amen. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.